Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều thứ Bảy ngày 23 tháng 11 năm 2024, như quý khán thính giả đã thấy, Tổng thống Putin đã trả đũa Ukraine khi Ukraine sử dụng phi đạn tầm xa Atoms của Mỹ sắp sửa hết hạn, bắn vào trong Priyansk và Kursk. Và có cả phi đạn tầm xa của Anh là Storm Shadow, nhưng Nga đã chặn hai phi đạn đó và Tổng thống Putin trả đũa là phi đạn tầm trung Oresnik bắn xa khoảng chừng 1.000 cho tới 3.000 cây số. Chưa nói là có cả phi đạn tầm xa ICBM. Nhưng phi đạn tầm trung này khi mà bắn tới thành phố Dnipro nổ ra đó thì bây giờ truyền thông Tây phương của Mỹ á, làm ầm lên dữ lắm. Họ nói phi đạn này siêu thiệt, nếu mà khán thính giả xem những hình ảnh phi đạn tầm trung này bắn thì bắn xa, đi rất là nhanh, đi nhanh hơn cả tốc độ âm thanh nhé. Tốc độ âm thanh khoảng chừng 9.000 mấy cây số một giờ thì phi đạn này bay nhanh tới 10.000 mấy cây số giờ, bay nhanh hơn. Và khi bay nhanh tới nơi đó thì phi đạn này bụp ra nó giống như là bom chùm á đưa ra tám đầu đạn và tám đầu đạn đó rồi mở ra xoáy xuống dưới lòng đất và như vậy thì là một sự phá hoại thật kinh khủng coi như oresnik là phi đạn tầm trung được bây giờ cứ gọi là thử nghiệm đi thành công Thành công như vậy thì Tổng thống Putin cho biết là ở trong kho còn rất là nhiều. Và bây giờ là nhanh chóng làm phi đạn này thật là nhiều nữa. Để sao? Để đối phó với tất cả các quốc gia. Không phải một quốc gia. Vì Mỹ và Tây Phương đánh bày đạn. Tất cả các quốc gia hỗ trợ cho Ukraine có những phi đạn tầm xa bắn vào trong nội địa của Nga. Thì Nga có khả năng bắn trả một ngàn cho tới ba ngàn cây số thì dư sức từ từ nga đó mà tới những quốc gia đông âu rồi còn có cả phi đạn tầm xa icbm nữa nhưng sự thành công của Oresnik làm cho Mỹ và Tây Phương rất lo sợ. Bà đại sứ của Mỹ ở tại Ukraine là bà Bridget Brink. Bà nói rằng việc mà Nga bắn phi đạn tầm trung Oresnik như vậy á, cho thấy Ukraine không thể nào mà chịu đựng nổi một mình. Vậy thì cần có sự hỗ trợ thêm từ nước Mỹ và Tây Phương. Đừng có mà sợ, đừng có mà trùng chân trước sức mạnh quân sự của Nga, sức mạnh của phi đạn tầm trung Oresnik. Vì sao? Vì Nga sẽ quỵ ngã khi có cả một sự đoàn kết của Mỹ và Tây phương Chúng ta có chính nghĩa mà Ý bà như thế đó Nên là bà kêu gọi Mỹ NATO Các nước châu Âu đừng có mà trùng bước trước sức mạnh Oresnik của Nga Thưa quý khán giả đài CBS cho biết Tổng thư ký của NATO là ông Mark Rutte đã đưa ra một lời cảnh báo liền đó là các quốc gia tham gia vô nato nếu mà nato một nước thôi mà bị tấn công hoặc là có quyết định của nato thì phải đồng lòng bây giờ là họ kêu gọi sự đoàn kết đồng lòng đấu lại với nước nga vì cho thấy orestnik rất là hữu hiệu orestnik như vậy như lời tổng thống putin nói không phải chỉ có từng đó đâu trong kho có đầy đủ rồi nhưng bây giờ là cắt tóc sản xuất thêm để chuẩn bị cứ một đoàn bắn trả của ukraine thì nga sẽ bắn trả lại vừa rồi chính ukraine bắn phi đạn tầm xa bắn phi đạn storm shadow là nước khiêu khích chứ không phải là nga nhé và những nước cho phép Ukraine sử dụng là nước khiêu chiến chứ không phải là Nga nhé. Nga mới ra một chiêu thôi thì cả Mỹ và Tây Phương và NATO xanh mặt rồi. Dỡ mặt đi. Cứ một Storm đầu bắn vào Nga thì Nga sẽ bắn một Oresnik vào ở Ukraine. Hoặc là một ICBM thẳng tới London. Nước Anh cứ dỡ mặt nữa đi. Còn Mỹ coi như là xả vũ khí cũ kỹ hết hạn rồi, ác tâm hết hạn rồi, đưa cho Ukraine ông muốn làm gì cũng làm đi. Nga biết chuyện đó chứ, nhưng Ukraine dạy mình là một nước nhỏ ở một nước lớn mà cứ đòi khiêu khích với nước lớn, dùng vũ khí của một nước người ta hết hạn, người ta giao cho mình, mình xài. Khán giả thấy uh, những ai mà hay sử dụng thuốc, thuốc men á, thì có những nhà thuốc đó, ra vẻ là đạo đức lắm bán hạ giá hoặc là cho không những thuốc trị bệnh này bệnh nọ nghe rất là mừng nhưng những thuốc đó là những thuốc hết hạn hoặc là sắp hết hạn nếu mang những thuốc hết hạn về mà sai không những không chữa được bệnh mà còn có thể gây thêm nguy hiểm thêm bệnh tật thì hình thức này Ukraine cũng đang vớ phải những phi đạn Atoms của Mỹ cũ kỹ rồi để ở trong kho thì có thể hư hại bộc phát bộc nổ trong năm tới mà nếu mà dùng bắn vào nước nga thì bị nga trả đòn như là phi đạn tối tân nga đang sản xuất là orosnik vậy là lãnh đạo như ông volodymyr zelensky là nhiệt tình cộng với sự ngu dốt là phá hoại, phá hoại nước Ukraine đó. Ông phải tìm một giải pháp khác chứ không phải là một tiểu quốc sử dụng những cái gì đó người ta tưởng là cho không nhưng đó là đẩy đưa đất nước của mình vào cửa tử như thế. Dầu rằng bây giờ là đại sứ của Mỹ ở tại Ukraine là bà Bridget Brink có kêu gọi gì đi nữa thì ông với tư cách là lãnh đạo của đất nước Ukraine phải cân nhắc cho thật kỹ. Đừng có nghe những lời người ta suối để rồi, mình mở màn một chiến tranh thiệt hại cho đất nước mình rồi. Còn coi chừng những nước châu Âu lại bị vạ lây đó. Nga đâu có sợ chiêu đánh bày đàn của Mỹ đâu. Rõ ràng là Tổng thống Putin đã cho đáp trả phi đạn tầm trung Oresnik thôi mới có một chiêu thôi là cả NATO nước Mỹ và châu Âu xanh mặt. Bây giờ đó những nước như Ba Lan á, có dám mà hỗ trợ cho Ukraine như từng tuyên bố chuẩn bị sẵn quân đội để mà yểm trợ cho Ukraine hoặc là Nga đưa quân qua không? Ba Lan bây giờ cũng rét rồi. Nếu mà có chiến tranh liền bây giờ mà Nga nổi giận chỉ bắn phi đạn tầm trung vào trong thủ đô Warsaw thôi thì Ba Lan cũng tan nát liền. Vừa rồi, Tổng thống Putin bắn phi đạn tầm trung Orishnik vào trong Dnipro, miền trung của Ukraine, là còn nhân nhượng chứ nếu bắn vào thủ đô Kiev thì sao? Kiev đâu có đỡ tay kịp. Hãy nhớ đó là góc cạnh nhân đạo của Tổng thống Putin muốn gửi ra một cảnh báo thôi. Cảnh báo của Tổng thống Putin đó là nước Nga có đủ đồ chơi nhưng nước nga muốn cho người anh em ukraine hiểu được vấn đề và hãy tương tác với nước nga trong sự tôn trọng mà cả chiều dài lịch sử bao nhiêu trăm năm rồi đừng có dạy gì mà đứng về phía nato đứng về phía mỹ mà chống đối lại nga việc mà ukraine rồi tham gia vô nato để mà chống lại sự an toàn lãnh thổ của nga là không thể thi hành được đâu những vùng đất mà Ukraine được hưởng như là bốn tỉnh miền Đông và bán đảo Crimea trong lịch sử từ thế kỷ 17, 18, 19 là của Nga. Nga đã giao cho Ukraine điều hành thì đủ hiểu lòng đại lượng của Nga rồi. Thế tại sao lại cứ phải theo NATO để kiếm chuyện với Nga? Hãy nhớ Mỹ là nước làm giàu lên trên kỹ nghệ chiến tranh, kỹ nghệ xây dựng vũ khí và khi có vũ khí xây dựng rồi á thì phải tìm một nơi để kiếm chuyện chứ không để vũ khí tồn động trong kho nó bùng nổ bất cứ lúc nào à như bây giờ chúng ta thấy ác tâm hết hạn tới nơi rồi năm 2025 nghĩa là khoảng chừng tháng nó hết hạn gửi qua cho Ukraine xài mà Ukraine xài như vậy thì là động chạm tới an ninh tổ quốc của nước Nga thì Nga phải phản ứng thôi Bây giờ Ukraine đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Tổng thống Putin và của cả người dân Nga khi thấy Ukraine sử dụng các phi đạn tầm xa Atoms và Storm Shadow. Ukraine sau khi mà thấy Nga cho bắn phi đạn tầm trung Oresnik vào thành phố Dnipro, rung rồi, chưa dám bắn các phi đạn tầm xa Atoms và các phi đạn Storm Shadow đang đợi Nhưng mà dại dột Bắn thêm mà, thì sẽ ăn đòn thêm Có vậy thôi Bắn thêm thì sẽ bị Nga trả đũa thêm Ba Lan thì đang lạnh cẳng Ba Lan là nước hỗ trợ cho Ukraine nhiều lắm Thì cũng lạnh cẳng Pháp thì khôn khéo hơn nhiều Cảnh báo anh Ukraine Thôi scap gửi đó nhưng để đó đã Đợi vì pháp còn đang huấn luyện một đội quân mà pháp nói rằng là trước đây là của những người ukraine chạy qua bên đó chưa có đầy đủ kinh nghiệm về chiến trường thì pháp đang huấn luyện dùng trang bị vũ khí rồi sẽ gửi về cho ukraine thì pháp cho rằng điều đó nó thực tế hơn hơn là để cho ukraine bắn scalp của pháp vì pháp không dạy gì muốn hứng đòn phi đạn ICBM của Nga mà vào trong Paris là tiêu tùng liền. Không cách nào đỡ nổi hết. Còn thủ tướng của Anh là bây giờ là ông Keir Starmer, ông nói kiểu của Nga mà cho bắn phi đạn tầm trung Oresnik như vậy là một sự quan tâm của cả thế giới rồi. Chúng tôi cần nhắc. Những lãnh đạo của châu Âu như ông Keir Starmer ở Anh là phải cân nhắc như Tổng thống Emmanuel Macron là phải cân nhắc. Còn đương nhiên Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz ông khôn hơn nhiều. Ông nói chúng tôi chưa cho phép Ukraine sử dụng phi đạn tầm xa do Đức chế tạo là Taurus. Vì tôi cũng đã nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin rồi. Tìm bằng mọi cách giảm thiểu căng thẳng chiến tranh chứ không phải leo thang chiến tranh bằng kiểu như thế. Nước Đức, Thủ tướng Olaf Scholz khôn khéo hơn. Nhưng thủ đức Scholz khôn khéo là vì người dân Đức biểu tình, biểu tình liên tục các ngày cuối tuần yêu cầu thủ tướng Scholz đừng có mà gửi vũ khí viện trợ cho Ukraine và cũng đừng giúp cho Ukraine leo thang chiến tranh với Nga. Chuyện đó người dân Đức không có hài lòng, ông e ngại đảng của ông và ghế thủ tướng của ông mất nên ông mới khôn khéo như thế đó. Đó là tình hình tôi xin gửi đến quý khán giả. Sau khi mà Tổng thống Vladimir Putin bắn trả lại Oresnik tại thành phố Dnipro thì các quốc gia châu Âu bây giờ lạnh chẳng hết, nhất là Ba Lan. Mỹ thì nói như thế nhưng cũng không dám làm gì hơn. Và Tổng thống Putin nói Oresnik có trong kho rất nhiều rồi và bây giờ phải sản xuất dây chuyền để đối phó với tất cả các quốc gia chứ không phải là một quốc gia tất cả các quốc gia nào mà hỗ trợ cho Ukraine trong việc sử dụng các phi đạn tầm xa bắn vào trong nội địa của Nga thì Nga sẽ trả đũa không những trả đũa bằng phi đạn tầm trung Oresnik mà còn có thể có cả phi đạn tầm xa ICBM ICBM là phi đạn tầm xa bay xa từ 5.000 cho tới, tới mười mấy ngàn cây số tới nước Mỹ được thôi mà. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.